Thôi, hóa app thì mình lại đi chơi thôi anh em. Đúng là đi tới đâu cũng có karaoke hết. Long bào đó anh em. Dắt qua B này ra đi nha anh em. Chở đây bằng fan Shopee Food mấy bữa nữa nha cho vui. Giờ mình khoác long bào cái này đi. Long bào đó anh em. Ok, hello fan nha. Hello fan đây fan. Bữa nay hai anh em tôi lại lo mò đi chơi nữa nè anh em ơi. Bữa nay mày bị công ty cho nghỉ hay gì vậy? Nghỉ ba ngày. Công ty chia ca không cho tôi đi làm. Ngay rồi mà lý do là cái gì? Lý do đâu có lý do đâu ba. Thích là che hả? Đúng rồi, nó thích là nó sẽ che. Nó nói là cái ca đó đủ số lượng shipper rồi. Là nó không cho mày chạy nó luôn. Đúng rồi. Quá cây rồi ta. Nếu mà muốn chạy vẫn được mà nó sẽ mất tiền hơn cái ca đó. À giống như bắt tham vậy đúng không? Đúng rồi. Mày chạy húp mờ đúng không? Húp với bắt tham mà nếu mà không có ca chạy nó chắc một tiếng được đơn, có khi 2 tiếng đơn. Trời ơi chua quá. Chạy ra chạy làm cái gì chịu ba được đơn. Đó cho nên là anh em tôi bữa nay mình đi đâu fan? Hôm nay anh em đi Gòn sâu fan. Đúng rồi, đúng rồi. Anh em tôi đã đi tới ở đây là khúc nào vậy fan? Ở đây chắc Bến Lức. Long An nè fan ơi. Long An nè nha anh em. À, mấy anh em nhìn đồng lúa các kiểu nè, người ta đang đốt rơm đốt rạ nè, thấy không? Bữa nay là đi Gò Công, Tiền Giang ngắm biển xíu nha anh em ơi. Đi trong ngày về trong ngày nha. Ok, vậy bây giờ là anh em mình tiếp tục hành trình nha. Let's go. Từ Sài Gòn xuống Gò Công khoảng bao nhiêu cây ta? 80 cây đúng không ạ? Anh em mình nếu mà có giải trí tất cả 80 cây thì đi biển Gò Công cũng được á. Trời đang chuẩn bị mưa luôn rồi anh em ơi. Mình đi chơi này gọi là đi chơi tranh thủ đúng không? Đó là cái quyền lợi của một sự đúng rồi, công việc được cho. Không lo giờ giấc. Buổi sáng ngủ tới trưa luôn đúng không? Tới trưa mới dậy đi làm đúng không? Tới tối rồi thích già mới già cà mày đúng không? Chứ không có bị thằng sếp nó chửi đúng không? Đi làm mình không có gặp sếp, mình chỉ có gặp khách hàng của mình thôi. À đi làm shipper này thì nó lại nó không có bảo hiểm đồ này bà đồ đúng không? Rồi. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó mà fan ơi đúng không? Cái đó mình còn tự bỏ tiền mình mua được mà. Cái bảo hiểm xã hội á. Đúng rồi. Mình tự đóng được. Nói chung cái gì cũng có cách hết. Thay vì kia là công ty đóng giùm mình thôi. Đúng rồi. Mỗi tháng nó chừng đóng vô mình. Cái này mình tự đóng được mà. Anh em mình đang đi tới đâu rồi ta? Khúc này là ở đâu ta? Đâu đi tìm địa chỉ gì chứ. Đây nè, tao nhìn vô đây là biết liền cái gì. Cần Giuộc, Cần Đước rồi. Đang ở Cần Đước rồi anh em ơi. Sắp hết Cần Đước. Chắc qua cầu là qua Tiền Giang rồi quá. Ok, Cần Đước rồi nha. Cảnh đẹp không anh em ơi, cảnh đẹp không anh em ơi. Cái này là cầu Mỹ Lại nha.
fan. Nhưng mà xe máy đi đâu bao giờ phải trả tiền đâu. Xe máy đi lúc đầu là mày mua chiếc xe là nó đã phải trả tiền phí đường bộ rồi. Còn xe hơi thì nó sẽ phải đóng hàng năm. Trạm này là trạm nghỉ lại thôi, tốn nhiều tiền. Đúng rồi. Tới Gò Công rồi nha anh em. Gò Công rồi nha, chuẩn bị ngắm biển nha anh em ơi. Thành phố Gò Công luôn, nghe rất là gì và là này nọ luôn. Nhưng mà biển này nó nuôi trồng thủy sản hay dơ nên là anh em mình không có tắm. Chứ bình thường là anh em mình rất là thích tắm biển nha. Đi biển chủ yếu là tắm biển, nhưng mà bữa nay đi biển ngắm cảnh thôi nha anh em ơi. Biển này dơ lắm. Nước đen xì à. Đen xì tao nghĩ là do nó ở gần mấy cái đất sùm nữa. Nó là cái cửa nguồn đó, cửa nguồn của sông á. Đúng rồi, nên nó mang theo mấy cái đất rồi nó ra biển mà làm sao nó trồng được. Anh em ơi, đây là dân chơi Gò Công nha anh em. Hai dân chơi đi bằng xe không có biển số luôn, quá kinh khủng luôn anh em ơi. Không luôn. Nó nhỏ fan nó nghe vợ. Ôi dây luôn. Ôi hay, tụi mày đi xa đi. Ôi sợ lắm. Má giờ cái sợ này là chơi trên đường anh em. Mấy dân chơi rồi không có biển số nữa, úp vỉa cái là chạy mất tiêu luôn á anh em ơi. Không biết là ai luôn á. Đúng rồi, ghê. Ok, vẫn chưa tới biển, còn bao nhiêu cây nữa. Táp hai cây cho mình nhìn lại coi. Tháo đụng vô bao nhiêu cây nữa. 17 cây nữa, trời ơi. Còn 17 cây nữa nha. Thằng là mùa của nhìn chấm thịt mày. Ông mình trước là mặc cái áo áp shipping là nữa. Dưới Gò Công rồi có app shipping nữa à anh em. Cũng màu cam rồi. Cũng màu cam đồng đảng với anh em mình quá. Đèn số thì xanh nhưng mà đèn giao thông là đỏ. Nó bảy anh em ơi. Màu đỏ. Còn tới lúc mà đèn xanh nó thì số chuyển qua đèn đỏ lại vậy. Chôn game cái này là do thằng thi công ngoài đúng không? Đây là chạy. Đây mình đang đi kiếm chỗ mua đồ ăn. Không có gì hết trơn á anh em ơi. Thôi đi lại tiếp đi, gặp thì mua. Đang kiếm gì súp hay bài bạ gì ăn cho vui. Nguyên một đống vịt đồng luôn nè anh em ơi. Nguyên một cánh đồng luôn anh em. Vô mùa lúa chín á. Nãy giờ chở thằng Khứa 60 phút còn sau. Một bên xanh với một bên vàng. Bên đây chưa có ấy. Quay qua đây cái dạo vàng rồi lại xanh tí. Chia lớp lớp. Thôi chắc phải tranh thủ chạy ra biển cho kịp quá. Kêu kiếm đồ ăn mà nãy giờ cũng đi vô đây giống như là đi vô miệt luôn rồi. Đổi tài anh em ơi. Lại cho thằng 60 phút nó chở để mình quay phim cho anh em xem nha. Nãy giờ ảnh bay flycam á. Bay flycam cho anh em coi anh em. Có cái xăng của anh em. Đâu? Có chưa hết hả? Ok, quá đẹp luôn. Đổ luôn. Đổ xăng luôn. Đúng là đi tới đâu cũng có karaoke hết rồi. Đúng rồi. Tao nói mày á, cái người mà sáng tạo ra cái loài kẹp kiểu này á, chắc nghiệp đời này qua đời khác luôn thôi. Kiếm được bánh mì thịt tướng rồi.
cảm ơn anh. Tới biển Tân Thành rồi nha anh em ơi, hay quá, vừa kịp lúc luôn, tưởng đâu tới đây là trời tối luôn rồi á, nhưng mà vẫn vừa kịp cho anh em ngắm biển nha. Bộ giữ xe luôn không, hay đi xe luôn, hay đậu xe chỗ này, cháu được đi xe vô đâu, và thôi giữ xe, xe này thật nha, họ đi ra bờ kè được. Còn cứ đi đi, còn trên map có mà, hết rồi ba. Ủa sao kỳ vậy, tôi thấy trên map có đường đi mà ta, có đường đi bộ rồi. Ủa nhớ có cái bờ kè vậy mà ta, có cái cầu bắt ra biển anh em, chỉ cần nghe tiếng sóng vỗ thôi là cảm thấy nhẹ nhõm hơn người đúng không, buồn phiền nó tan biến liền. Chữa lành của mẹ thiên nhiên xàm lời cho anh nghe cái gì. Ok, ngồi đây chơi cũng được, chơi ăn lông mà lỗ luôn đi, giờ ngồi đây đi. Hồi nãy ở cái bãi bên đó, kiếm cái bãi mới á, người ta hay check in đó anh em, còn cái bãi cũ cái cầu kia thì đi nhiều quá rồi, gặp bây giờ trời đang chuẩn bị tối rồi không biết đi có kịp không nữa, còn chắc tầm 2 cây à. Đây cái này là cái bãi mới nè, đào nghêu mày, đây chỗ này chắc nghêu nè, bãi cào nghêu. đi với anh. 5:20 anh em ơi, trời giống như chuẩn bị có cơn mưa vậy. Biển này là nghêu quá trời luôn. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Trời đen xì luôn. Đen xì đen xèo luôn. Ông đem cái túi là lỏ. Sẵn đây cũng nói với anh em luôn là anh em tôi là trai thẳng nha anh em ơi, không có phải là đấu kiếm nha. Đừng nghĩ anh em tôi vậy nha. Anh em tôi tại vì chơi lâu rồi anh em hiểu chưa. Anh em chơi với nhau từ thời còn đi học hiểu chưa. Chơi nó hợp ru hợp rơ anh em ơi. BFF rồi ba, kiểu như chơi nó hợp rơ anh em đó, cho nên là với lại đi vậy cho nó tiết kiệm anh em hiểu không, hay là một xe gì đó tiết kiệm, chứ còn hồi xưa anh em tôi chinh chiến cũng nhiều lắm rồi, một thằng một ngựa chinh chiến nhiều lắm rồi anh em ơi. Chơi rồi không sao anh em, nào nghĩ sao cũng được, chắc dừng đây ăn cái bánh mì thôi ơi. Đói quá để đói đầu rồi, nó tối luôn á, chuẩn bị tối luôn rồi. Tưởng đâu kiếm được quán cà phê nào. Ở bên kia là cái thành phố gì vậy ta, thấy không em, đó là Vũng Tàu hả ta, đúng không, có mấy tòa nhà luôn, đem xì luôn. Mời anh em nha, lại là bánh mì nha anh em. Thôi cho anh em rút đi anh em ơi. Thôi, tao nghĩ là chuẩn bị mưa nó tới đúng rồi.
Thôi giờ vừa đi vừa ăn luôn nha anh em ơi. Bây giờ ở ngoài Bắc đang là bão dữ lắm luôn rồi. Rồi à. Vừa đi vừa ăn luôn. Em mình nhìn cũng sợ lắm. Không chơi gió kịp thoát khỏi cái chúng chạy khỏi đám mây này à. Cái này là đám mây bão quá. Ghê quá, rút về Sài Gòn luôn anh em ơi. Ghê luôn, giống như ở đây muốn nuốt mình vậy các bạn. Đúng ghê luôn á, hồi nãy nó còn hút ở dưới kia mới chút xíu à. Rút về Sài Gòn luôn anh em ơi. Bão to dữ quá. Đang tính hưởng tí mà anh em coi nè. Đó, một hồi đỡ mình sợ. Gì à? Gió nó thổi cái khói gì được. Ồ ghê, đi xa xa đó men, đi xa xa đó. Đi ra giữa đường nè, đừng đi vô đây có khói à. Vậy à. Trên hết anh em ơi, công ở đó dính mưa này kia khổ lắm. Đúng không? Ướt át lắm. Đi chơi trải nghiệm vui là được rồi. Kiểu như không gió thôi. Sài Gòn rít ngột ngạt quá. Rồi thời tới luôn anh em ơi, thời tới luôn. Tưởng đâu phát được khỏi cơn mưa nhưng mà không ngờ nó đã đến rồi nha. Anh em tôi cái bỏ long bào. Đây là long bào Ahamu á anh em. Cái bỏ long bào mặc có mưa. Đây, mưa chuẩn bị tới rồi. Còn 55 cây nữa là và tới Sài Gòn anh em ơi. 55 cây số. Mặc dù trên đây chưa mưa nhưng mà đó anh em thấy rồi, sấm sét quá trời luôn. Mặt trước cho nó chắc tại vì nãy giờ thấy hạt mưa lâm râm rồi. Okay, let's go. Ok, xong chưa fan. Cái túi của thằng Shopee này của ấp lắm anh em ơi. Cái túi Lalamu á, nó có chùm lại được. Còn cái túi Shopee của thằng Shopee này á, mưa nó bị thấm vô mấy cái khóa này nè anh em. Đó. Rồi ok, hẹn gặp lại quý khách luôn nha anh em ơi. Tưởng đâu đi Gò Công hưởng thụ tí mà gặp mưa bão thế này. Niên mới kéo là chắc hồi nãy anh Niên nó rớt dép đúng không? Đúng không? Anh Niên nãy chắc rớt dép, dừng lại lụm dép. Làm hai anh em mình đang đi cái dừng lại giữa cầu á anh em. Gặp hai thằng, thằng thì thằng nào cũng bốn mắt cấp trơn là 80 mắt. Mà gặp trời mưa nữa đâu thấy đường đâu. Quá là nguy hiểm. Cái thằng mới kéo xe qua á.